Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Chúa Giêsu, con lòng bà, cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, kính xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng con là những kẻ có tội. Xin cầu nguyện cho chúng con được hưởng tràn đầy hồng ân cứu rỗi của Thiên Chúa Giêsu. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu, là một cùng Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Kính xin Đức Mẹ cầu xin Thiên Chúa Giêsu ban ơn đặc biệt cho Giáo hội Công giáo được sớm thức tỉnh vâng lời Thiên Chúa Giêsu, thông báo những tin mừng vĩ đại của Thiên Chúa Giêsu tỏ hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009, và cũng như hình ảnh Sư tử nhà Chúa hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2010, cũng như tất cả những phép lạ vĩ đại của Thiên Chúa Giêsu ban cho và tỏ hiện ra từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2011. Tất cả những phép lạ này do Thiên Chúa Giêsu tỏ hiện ra ban cho nhân loại, ngõ hầu nhờ đó mà nhân loại biết đường hướng, sự hướng dẫn của Thiên Chúa Giêsu, ngõ hầu nhiều người được cứu rỗi. Kính lạy Đức Mẹ, con đã thông báo cho Giáo hoàng Công giáo La Mã ở tại Vatican trên 3 năm nay, và thông báo 3 lần theo lệnh của Thiên Chúa Giêsu bảo họ phải thông báo những tin mừng của Chúa Giêsu tỏ hiện ra. Thế nhưng họ đã thờ ơ, và cách nay không lâu thì Giáo hoàng phải từ chức bởi vì họ đã không vâng lời Thiên Chúa Giêsu về phần đó. Và đến ngày hôm nay thì có Giáo hoàng mới. Ngày hôm nay con có mặt đây để dâng lời cầu nguyện và để làm chứng là con sẽ thông báo cho họ một lần nữa, và con sẽ đưa video này lên Internet, YouTube, cũng như con sẽ gửi thơ và gửi CD cho Giáo hoàng Công giáo La Mã được biết về sấm lệnh của Thiên Chúa Giêsu bảo họ cần phải làm gì. Và nếu họ chậm trễ thì một lần nữa họ sẽ bị cách chức theo lệnh của Thiên Chúa Giêsu là Thượng Đế, như lời Ngài đã phán. Con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu là một cùng Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.